Đoạn clip lưu lại hành động khó hiểu của một nam thanh niên đi xe máy. Người này không đội mũ bảo hiểm, lao xe ra giữa đường rồi dừng lại trước mũi ô tô. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên còn thẳng nhiên đi bộ ra bụi rậm ven đường để tiểu bậy. Đột ngột dựng xe trước mũi ô tô, chàng trai có hành động phản cảm khiến bao người nóng mắt. Hành động thiếu ý thức của người này đang bị dân mạng ném đá không yêu đương tiếc. Nhiều người cho rằng anh ta không chỉ liều lĩnh, không tôn trọng luật giao thông, gây nguy hiểm cho nhiều người mà còn vô cùng bất lịch sự. Thực sự thấy xấu hổ thay cho anh ta, tiểu tiện bậy bạ như vậy mà không sợ bị quay phim, chụp hình à. Thành viên Bình Nguyễn bày tỏ. Ngông nghênh vừa thôi, có ngày gặp họa không biết chừng. Đã không đội mũ bảo hiểm còn đổ xe bừa bãi, ảnh hưởng đến bao người. Chưa kể còn có hành động không thể chấp nhận được, đường của bình thường chứ có phải nhà anh đâu mà tự nhiên thế. Một người khác bức xúc.